Dạ xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Tân Cảng. Và ngày hôm nay Khánh sẽ quay cho quý anh chị xem một cái chiếc xe mới về là con Fortuner máy xăng hai cầu đời 2010. Xe này được lên khá là nhiều đồ chơi và điểm đặc biệt của nó là chỉ đi rất là ít, mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đi chỉ mới có 47.000 cây thôi. Dạ. Con này mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, một đời chủ từ trước cho tới bây giờ luôn. Cái điểm đặc biệt của con xe này là còn giữ được cái độ rin của cái xe cho tới thời điểm hiện tại. Mâm đen luôn nha quý anh chị. Mâm đen ha. Đèn bi halogen vừa mới được dọn Maruri xong. Cái bộ tem này là bộ tem dán thêm, thì bên Khánh sẽ vệ sinh lại rồi có thể là cho tháo ra luôn nha quý anh chị. Cái phần tem này nó hơi bị lỗi xíu. Xe thì đẹp lung linh rồi, mới có 47.000 cây thôi, chuẩn số km luôn. Kia một chiếc thứ hai cũng ra luôn. 2010 cho tới bây giờ chạy 47.000. Thì hiện tại bên Khánh cũng đang có anh khách này đang xem xe này, chắc cũng có thể là chốt luôn. Về cái chất xe thì quý anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe, quan trọng là về cái phần chúng ta có ưng hay không và về cái giá nữa. Chất xe thì mọi người cứ yên tâm ha. Những cái ốp, miếng ốp gỗ như này nè, còn giữ được cái độ rin của nó luôn. Thảm nỉ, sàn nỉ, có thêm một tấm thảm nhựa nữa chứ chúng ta. Cái màn hình gối đầu rin luôn nè, màn hình gối đầu này hồi xưa gắn thêm nhưng mà vẫn còn được. Ghế da rin theo xe từ trước bây giờ luôn. Nó có hơi nhăn, thực sự cái chỗ nhăn này nè, nó là da thiệt nó mới nhăn, chứ không phải là simili. Thật sự simili nó sẽ không bao giờ nó nhăn gì, chúng ta có ngồi hay là câu kéo gì nó cũng như vậy. Mâm thì được mâm sơ, mâm đen, sơn đen lại nha quý anh chị. Đó, nhìn thì chúng ta sẽ thấy nó ngầu hơn. Còn cái phần gầm nhún thì Khánh cũng đã cho xịt gầm phun gầm đã rồi. Đát vỏ 2010 luôn, chuẩn số km 47.000, đát vỏ 2010 nha quý anh chị. Một đầy chủ ha. Cụm đèn phía sau phải, cụm đèn phía sau trái, sau tài. Xe biển số Thành phố Hồ Chí Minh 51A1 đề chủ 55834. Xe có camera gear luôn nha quý anh chị. Phía sau nói ha, có cái tấm lót này cho chúng ta khi mà chúng ta đựng đồ đông lạnh nó không bị tan nước, cái nó không có dơ. Mua xe này chúng ta không có ngán, không có sợ gì mà bị hư hao luôn. Chất xe còn quá mới, thực sự cái xe còn rất là mới. Mâm đen, xe nắm cửa, chén cửa còn đầy đủ hết. Bản lề còn rin luôn, rin theo xe. Trong thì xe cũng lên được cái đầu Android, lên đầu cái test cho chúng ta ha. Test này đầu hãng. Giấy test thì nó chỉ bán cho những cái cửa hàng được nó phân phối thôi, chứ nó không có tuồn ra ngoài bán như những dòng khác nha quý anh chị. Giấy test cũng khá mắc ha. Nước sơn này thì bên Khánh cũng có sơn dặm lại cái cản trước cho quý anh chị ha. Cái vè là cái vè rin nè, cabo rin nè, cabo chắc chắn rin rồi. Nước sơn này còn độ tới 90%. Mọi người nghĩ một chiếc xe chạy 12 năm mà còn giữ được 90% cái chất xe như thế này, mình
chúng ta kiếm được một chiếc thứ hai cũng không có khó, không có gọi là dễ đâu quý anh chị, thậm chí nhiều khi là không có luôn đó. Đi 47.000 chuẩn sơ lịch sử hãng nha quý anh chị. Đèn thì chúng ta có sử dụng đèn bi halogen, vào đèn bóng halogen là đèn pha ha. Còn đèn cản thì được độ lên thành đèn led rồi. Phần mặt ca lăng phía đầu xe mới và bóng zin luôn. Rất là mới. Long Long. Long Long bật cabo giùm anh nha. Rồi xin cảm ơn. Động cơ thì được vừa được làm Maruguri xong, mọi người xem như mới luôn ha, và chỉ mới thay, mới được thay nhớt và lọc nhớt và các dung dịch làm vận hành trên xe, vừa được bảo dưỡng xong. Thì nếu quý anh chị mua con xe này thì chúng ta chỉ về chạy thôi, 5.000 cây sau chúng ta sẽ quay lại chúng ta thay nhớt tiếp. Cabo zin cho tới bây giờ luôn, tất cả các chi tiết zin hết. Bình nè, bình khô ha. Rồi 47.000 thì mới thay bugi một lần, cái theo quy định của hãng rồi. Xe vệ sinh máy rất là sạch. Cái két nước nè, chất xe còn rất là mới luôn chị ha. Ta sẽ vào bên trong xe để xem các phần động cơ của xe. Về chất sơn thì nãy giờ chúng ta cũng đã xem sơ lược về cái chất sơn của xe rồi. Ở đây số km là 47.350 cây. Kiếm một chiếc xe như thế này khá là khó quý anh chị ha. Đèn thì được lên đèn led dưới chân, đèn dưới gầm chân này ha. Lạnh cũng khá là sâu, khánh bật mới có 4 nấc à. Bắt đầu nó đã bắt đầu lạnh rồi. Có chúng ta có sấy kính sửa kính nè, gió trong gió ngoài, màn hình ZPS, màn hình này lên cũng khá là tốn tiền anh chị ha. Chúng ta có thể xài giống như là cái một cái máy tính bảng chúng ta vậy luôn. Đây phần quan trọng đó là cái vô lăng. Vô lăng đi 47.000 thì chúng ta thấy không có một cái gì gọi là vết tì hay là vết nó bị bay màu hay nó sờn do theo năm tháng cả. 47.000 đúng chất của 47.000, những nút bấm, những cái sơn trên nút bấm nó vẫn còn rin. Đó, mọi người coi nè, rất là rin luôn ha. Đó. Cho nên Khánh mới quay cái xe này cho mọi người coi liền. Thiệt sự thì đúng theo cái chất của nó là 47.000. Mọi người thấy chiếc xe là mọi người sẽ hình dung ra được liền. Có thể trên video này Khánh quay do cái ánh nắng nó không có được chân thật cho lắm, nhưng mà khi mà chúng ta tới xem xe thì mọi người biết chất xe này nó như thế nào liền à. Thì con này, xe này Khánh xin phép được sơ lược lại. Xe này là xe Fortuner, máy xăng 2 cầu, phiên bản đời 2010. Xe đi 47.000 km nha quý anh chị, đi rất ít, 47.000 km, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh và đang chào bán tại Toyota Tân Cảng, mức giá là 450 triệu đồng cho một mẫu xe 7 chỗ như thế này. Rất là tiết kiệm cho chúng ta luôn. Nếu chúng ta thích đi xe hơi che mưa che nắng mà cái giá tầm tiền ít như con này thì chúng ta đừng ngại sở hữu những liền cái con xe này, vì cái chiếc xe này rất là mới, rất là cứng. Và Khánh xin hẹn và chào gặp quý anh chị vào những video lần tới ạ.